Câu chuyện Ba chú thỏ, sách tiếng Việt lớp 1, thí sinh Lương Gia Hào, lớp 1B, trường tiểu học A Tân An. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên Lương Gia Hào, em học lớp 1B. Hôm nay đến họ thi kể chuyện, em xin kể câu chuyện Ba chú thỏ. Câu chuyện Ba chú thỏ xin bắt đầu. Ba chú thỏ, nhà thỏ đi rừng. Một hôm, thỏ mẹ bảo, mẹ đi vắng, có con ở nhà, mẹ đóng chặt cửa nhé. Khi mẹ về, mẹ sẽ hát, thỏ con ngoan ngoãn, nó mở cửa ra. Thì có con mở cửa, ba chú thỏ đồng thanh ra, con ạ. Sao núp sau nhà, nghe thấy, nó nghĩ mình sao có một bữa trưa ngon lành. Mẹ vừa đi, sói chạy tới, gõ cửa, giả giọng thỏ mẹ. Thỏ con ngoan ngoãn, mơ mở cửa ra. Thỏ út treo, mẹ về. Thỏ anh bảo, không phải tiếng mẹ. Sói đập cửa kêu, mơ cửa. Thỏ anh bảo, cho sói đấy, cứ minh tĩnh, anh đóng chặt cửa rồi. Bỗng không nghe sói đập cửa nữa. Thỏ anh ghé tai sát cửa, nghe thấy tiếng chân sói chạy xa dặm, và cậu nghe cả tiếng chân quát voi hun hút. Cậu nghe tiếng thỏ mẹ hát, thỏ con ngoan ngoãn nó mở cửa ra. À, đúng là mẹ rồi. Cả ba chạy ra mở cửa và kể chuyện sói. Thỏ mẹ khen và dặn các con, mẹ không thể luôn cạnh các con hãy tự bảo vệ mình. Và câu chuyện trên muốn nhắc nhở tụi mình hãy luôn dũng cảm chăm sóc mình khi không có cha mẹ ở nhà. Câu chuyện xin kết thúc. Chúc quý thầy cô mạnh giỏi, cuộc thi chiến thắng. Xin chào.